Vâng, IA Correct dành cho các game thủ bên phía của Thái Bình. Vẫn tiếp tục là công cuộc người đi cơ. Đây là Phonesian tới từ game thủ Mạnh Hào. Hai khi phô thắng trận này mới có chung kết C5. Hai phô lợi thế dành cho Game TV. Cố lên nào. Vâng, cùng xem màn hình máy U98 nào. Hai Phoenicia đối đầu với Ia và Greg. Nên các game thủ chơi như thế nào? Quân đã lợi thế hơn rồi. Bãi quả đầu hơi xấu. Chưa thấy dừng dành cho game thủ Mạnh Hảo. Đánh hai chém đánh kiểu gì đấy? Bài hào chém rồi đấy. Chém hết trâu lên được mà. Sợ IA đánh cung A, xem tham lai biết. Xem IA có đánh cung A không? Ice,
Đóng L. Và đây là BM. Thông tin báo về là IA là người đánh cung A. Bị chọc. Đó là màn đánh máy của Mạnh Hào. Bài đánh cung sexy tới từ game thủ Mạnh Hào. U97 là người chọc lên. Bò nhỏ gỗ lên bánh xe và đi ăn hoang thôi. Bài đang bị chọc rất thốn. Chạy dân khéo vào. Đối phương sẽ thả chém đấy. Còn đây là màn đánh máy của U98 đang chơi lên nhà của IA, người đánh cung. Công luôn ca không? Phô nhiều gỗ. BA vẫn còn hở lối này. Thằng kia mà sang cứu là em phải đóng luôn cả phù đấy em ạ. Vâng, một tên đang muốn lọt vào. Bài ăn vàng ngoài tới từ người cầm IA. IA đang rất yếu rồi nha. Có bánh xe dành cho Phunesian. Tới từ game thủ U98. Có cả cung đờ để bắn. Bài gỗ phía ngoài game kia để ý. Có cung A một váy. Hào sống không? Bốn nhà BA, tham gia chỉ còn là 18 trận thiếu này thôi. 98 mà lằng ngoằng vẫn phải đóng phù để thủ Greg nhá, nó chém phát chết luôn đấy. Vẫn phải một nhà phù ra đấy. Vâng, cung A hai áo dành cho đối phương. Đủ tất cả những con cung A này luôn. Greg đang về thủ cho người cầm IA. Như vậy là chém cũng đã vào đây. Như vậy chiếc BL thứ hai dành cho người cầm Phunesia. Hào phải bắn đi. Tham bài 29 trên 28 trên 32 đánh chết người cầm IA đi. Rồi tiếp tục lọt vào để ăn dân trong ruộng nào. IA có lẽ đang yếu nhớt rồi. Mạnh Hào tham lai 2-3 cũng yếu. Đây là U98 vẩy e không. Tham lai 31 trên 32 nè. Còn đây là Mạnh Hào. Tham lai 26. Tham lai 31 dành cho người cầm Phunesian. Đẩy sang nào. Vâng, thằng này để gãy rồi. Sẽ có trận chung kết của giải đấu thứ 5 này. Sẽ có chung kết của giải đấu này. IA đang cố gắng về nhà để mà hồi. Greg có lẽ là người bơm rất nhiều đồ, một tuần hút đồ cực kỳ kinh. Tới từ người cầm IA này. Game thủ chín nick công. Mạnh Hào đang cố gắng rỉa những con chém tới từ người cầm Greg. Mặc dù anh chưa có giáp. Rồi, như vậy có chung kết của giải đấu thứ 5.
nó cứ chém hết khi lại hay nhỉ, tươi mà.